Xin hân hạnh được làm diễn thiệt hôm nay của nam giới phụ nữ. Đề tài của chúng ta là tình yêu thế hệ. Đối với gì cái chữ này nghĩa là gì? Generation. Hỏi tôi là gì tôi cũng không biết luôn. Thực ra đó thì cái đề nghị đầu tiên đó là tình yêu xuyên thế hệ. Tình yêu xuyên thế hệ. Nhưng mà tôi thấy cái đề tựa này nó nguy hiểm quá. Tình yêu xuyên thế hệ là quảng cáo cho mấy ông 70 mà về Việt Nam cưới vợ 20 tuổi bằng nhỏ hơn cháu ngoại của mình á. Tình yêu xuyên thế hệ. Thật ra có cái dấu chấm hỏi á. Tình yêu ngày Valentine thường ta nói đến tình yêu nam nữ hay là tình yêu hôn nhân đứa đôi. Thật ra cái đề tài tình yêu nam nữ cũng rất cần thiết. Tại vì đi làm nghề nào khi vô chúng ta cũng được orientation rồi được training hết phải không? Nhưng mà lấy vợ lấy chồng nó không có được training. Công những cái job đó tới tôi 45 năm mà không có được training. Sau này thì ở Mỹ thì còn có những cái lớp hôn nhân gia đình, chứ còn ở Việt Nam đâu có anh. Thật ra toàn là mò mẫm không à. Nhiều người thì cũng được, cũng thành công. Nhưng mà rất nhiều người là lầm trật. Do chúng ta biết rằng là ngoài cái tình yêu nam nữ ở trong hôn nhân thì chúng ta thấy còn có tình yêu cha mẹ con cái, tình yêu trong gia đình. Rồi xa hơn thì chúng ta thấy có tình yêu của những thành viên trong hội thánh. Như sáng nay mục sư Huyền có nêu đó, chúng ta yêu thương nhau như lời Chúa dạy. Và chúng ta cũng thấy là hội thánh thì chúng ta cũng có tình yêu với Chúa nữa. Đó là cái định nghĩa của tình yêu phải không? Nói về tình yêu. Nhưng mà chữ thế hệ nghĩa là gì? Thế hệ. Buổi trưa hôm nay tôi muốn chúng ta sẽ thực hành cái lời của Chúa. Sau khi phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời trong thời đại mình. Phục vụ mục đích của Đức Chúa Trời trong thời đại mình. Phục vụ trong thế hệ không có nghĩa rằng cái cùng lứa tuổi mình. Nhưng mà trong cái giai đoạn mình đang sống đó, thì những cái người còn sống trong cái thế hệ mình đó là cái đối tượng để mình phục vụ. Vì vậy buổi trưa nay tôi làm giới hạn cái đề tài lại là nói về những cái một giới thôi, một thế hệ thôi. Và thế hệ này là cần có cái nhu cầu lớn lắm, đó là thế hệ thanh thiếu niên, thế hệ những người trẻ. Và tôi nói một vấn đề nhỏ thôi, tức là hiểm họa của thanh thiếu niên ngày nay. Trước hết thì tôi muốn hỏi các bạn chị em theo, khi mà nói đến cái sự hiểm họa cho thanh thiếu niên đó, thì ông bạn chị em nghĩ đến cái gì trước nhất? Tôi sẽ ghi xuống cái hiểm họa nào cho thanh thiếu niên mà chúng ta thấy rõ nhất. Niềm tin. Mười người đầu tiên thôi à, nhiều nữa thì chưa. Đây, thứ nhất. Game. Game với Internet là hai ha. Rồi. Niềm tin. Dạ. Cái niềm tin. Khủng hoảng về niềm tin. Dạ. Là ba. Là gì nữa? YouTube. Hả? Văn hóa. Hiểm họa về văn hóa. Rồi, cái gì nữa? Tâm tính. Ma túy. Ma túy, nghiện ngập rồi ha, ma túy. Cái gì nữa? Tình dục ngoài hôn nhân. Sống thử. Kỳ thị chủng tộc ha. Nói nghĩ mình kỳ thị, cho nó không kỳ thị. Dạ. Bài bạc. Cờ bạc. Súng đạn. Sợ vợ. Ghen tông.
không chịu lấy vợ, không chịu lập gia đình, không chịu lập gia đình, không chịu lập gia đình, thôi vậy đủ rồi, không chịu lập gia đình, cha mẹ sợ quá, không sinh con, rồi vậy là đủ hả? Chắc còn nhiều ha. Thì tất cả những cái hiểm họa đó tôi chia ra làm thứ nhất đó là vấn đề thay đổi tâm sinh lý, mình có nói không? Thay đổi tâm sinh lý. Tức là cái điều quan trọng đó là khi đứa trẻ nó lớn lên, nó tuổi thiếu niên, nó cần khẳng định mình đó. Rồi coi tôi là ai? Nhất là tại Mỹ này, tôi là Việt Nam, tôi là Mỹ. Tới chơi với Mỹ thì mặt không giống Mỹ. Mà chơi Việt Nam thì cái giọng nói mình nó không giống Việt Nam. Đó là một vấn đề. Rồi có vấn đề cái từ quyết định khi lớn lên thì nó phải quyết định thì đến mức nào, đó là một cái khủng hoảng ha. Và trong đó thì cái vấn đề mình nổi loạn là cái quan trọng nhất, rebel. Cái tuổi thiếu niên là tuổi rebel. Nãy mình có nói về yêu đương sớm rồi quan hệ tình dục tuổi thiếu niên chẳng hạn ha. Và một cái vấn đề trong cái tâm sinh lý là vấn đề cô đơn. Nó cô độc đó, nó cảm thấy nó cô độc và nó bị rối loạn về tâm thần. Thí dụ như là rối loạn tăng động giảm chú ý, hay là trầm cảm, hay là giảm khả năng học tập, rối loạn tính cách đó, có một số sẽ gặp những cái này. UNICEF nói thế này: rối loạn sức khỏe tâm thần ở độ tuổi dưới 18 đã và đang gia tăng đều đặn trong 30 năm qua, và trầm cảm hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra khuyết tật ở người trẻ tuổi. Y tế thế giới ước tính có 62.000 trẻ vị thành niên chết trong năm 2016 vì tự gây hại cho bản thân. 62.000. Đây hiện là nguyên nhân gây tử vong xếp thứ 3 đối với trẻ vị thành niên ở tuổi 15-19. Đó là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai là môi trường gia đình. Như nãy chúng ta có nói là khác biệt về văn hóa hay là ngôn ngữ. Tại Mỹ thì có cái vấn đề khác biệt. Chẳng những gì khác biệt về thế hệ thì Việt Nam có. Nhưng mà ở Mỹ thêm cái vấn đề khác biệt về văn hóa. Cái văn hóa Việt Nam, văn hóa Mỹ khác nhau, rồi ngôn ngữ cũng khác nhau nữa. Tôi thì đang lo cái vấn đề khác biệt. Tại vì hồi nhỏ tôi nói tiếng Việt, Joseph hiểu hết à. Rồi nó cũng nói là tiếng Việt một ít ít nữa. Mà gần đây sao nó nói tiếng Anh thôi, nó nói Anh nhiều lắm. Mà nó sổ một tràng tiếng Anh, tôi ngất luôn, không hiểu nó nói gì. Bữa tôi hỏi bà đó, nó nói gì vậy con? Còn cũng chạy quá. Tiếng bạn. Con hiểu là trình độ tiếng Anh bà nó yếu hay làm sao? Vấn đề ngôn ngữ. Nhưng mà cái trong môi trường gia đình là chúng ta thấy có vấn đề là cha mẹ quá bận rộn. Ở xã hội Mỹ là chúng ta thấy quá bận rộn, không có thời giờ cho con cái. Và trong giới gia đình trẻ chúng ta thấy nó có hai cái thái cực. Thái cực đối với con cái có thể là cha mẹ quá nghiêm khắc. Ngồi đó, không có được đi đâu. Ăn, rất là kỷ luật. Nhưng mà có một cái thái cực khác là quá dễ dãi. Ồ, nó làm gì làm ăn đổ tháo kệ, nó chạy chơi, nó leo thế kệ đó. Rồi một cái nan đề nữa là cha mẹ không làm gương tốt. Bảo nó phải đi nhà thờ, bảo nó cái này, bảo nó cái kia, nhưng mà cha mẹ lại không làm. Mà con nít thì thường bắt chước cha mẹ. Và một nan đề nữa là cha mẹ có những cái mục tiêu riêng. Ví dụ như là phải xây được bao nhiêu cái nhà, hay là lớn trong cái nghề nghiệp của mình phải lên chức rồi đó, thì không có thời giờ cho con cái nữa. Một vấn đề nữa là vấn đề bạo lực trong gia đình. Bạo lực trong gia đình. Ở Việt Nam thì bạo lực nhiều hơn, phải không? Quý vị có nghe chuyện một cái đứa bé mà được bà mẹ ghẻ đâm niu đến nỗi nó chết luôn. Rồi có một đứa khác thì được đóng 9 cái đinh. Đây là cái chuyện mà chúng ta thấy rất là đáng quan tâm. Rồi ở môi trường học đường đó, thì chúng ta thấy là cái nạn bully. Mấy trẻ gái chắc đỡ ha, chỉ còn mấy trẻ trai đó, hoặc là nó bị bully.
tức là bạo lực của mấy bạn bè, hoặc là chính nó là bully người khác. Chính nó bully người khác. Rồi có phe nhóm, rồi có cái bạn bè xấu, và có vấn đề bỏ học. Vì vấn đề xã hội và lối sống, nãy giờ các anh chị em có nói đó, Internet. Và trong Internet chúng ta thấy là ở trường hình như có bắt học sinh phải sử dụng computer phải không? Làm bài, cỡ mấy tuổi? Mấy tuổi thì bắt đầu? Đi khe không bắt đầu rồi. Mới Esther nó mới có một tuổi mấy à, mà đưa cái phone nó quẹt, hay thiệt là hay vậy đó. Nó bấm cái nút nào ra cái gì đâu. Sao mà quá hay mà đâu có ai dạy đâu. Nhưng mà chúng ta thấy là Internet bây giờ nó có cái là nó có những cái trò chơi rất là bạo lực. Rồi nó có những cái web xấu nữa. Và cái quan trọng và ảnh hưởng trên giới trẻ này đó là trên đó rất nhiều tin giả. Tin giả đó thì một đó là khiến cho mấy em nó bị gạt, bị hiểu lầm nha. Nhưng mà nó đưa lên một cái hậu quả mà quan trọng đó là các em sẽ không tin tất cả những gì mà các em thấy, em đọc. Trong đó không tin cha mẹ luôn. Những cái gì cha mẹ nói cũng chưa chắc đúng. Đó là cái hậu quả nguy hiểm. Rồi ngày hôm nay có vấn đề là hình ảnh hay là cái video á, người ta có thể chế lại được. Và chúng ta cũng thấy là cái chuyện lừa đảo đó. Lừa đảo có thể là lừa đảo tiền, có thể là lừa đảo không biết sao đó, mà rồi hẹn hò các em đó để gặp trực tiếp luôn. Tức là những cái hậu quả thật trên cái thế giới ảo. Nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy ở tại New York cũng tính hội thánh New York cũng có, mà ở thánh mình thì tôi không qua bên thiếu nhi không thấy. Nhưng mà tôi có một biết có một người tín đồ đó là muốn cho em nó yên, đừng có náo động, nhất là đang nhóm nam giới phụ nữ nè, thì mấy đứa nhỏ đó làm sao dễ lắm, đưa cái iPad ra, cái phone ra cho nó coi hoạt hình là nó yên lại. Và cuối cùng á, có em đó là vô nhà thờ ngồi coi iPad, iPhone miết, coi tới về luôn, kêu đi qua thiếu nhi không chịu qua luôn. Chúng ta thấy đó là một cái nan đề hiện nay, là cha mẹ nhờ iPad trong con dùng cho mình. Rồi đó là những cái gì mạng xã hội ha. Theo một số nhà khoa học quốc tế, có 4 triệu chứng nghiện Internet là quên thời gian, sao nhãng ăn uống và ngủ, hay tức giận, căng thẳng, bồn chồn, cần trang đòi trang bị máy tính mạnh hơn, nhiều phần mềm mới, và biểu hiện trầm cảm hay cáu giận và tách rời khỏi xã hội. Ở New York có một em thanh niên đó là tự nhiên tới ngày đó là ở trong nhà, trốn luôn ở trong nhà, không đi ra ngoài. Thời gian tôi xuống đây rồi đó thì hay tin là em đó đã tự tử ở trong nhà. Cho nên đây là những cái vấn đề mà của tuổi trẻ, mà nó cũng đến trong một số gia đình ở trong hội thánh, chứ không phải là chỉ ngoài đời thôi. Như nãy chúng ta cũng có nói đó là ngoài cái gì Internet thì bây giờ cái xã hội nó có cái tuyên truyền về vấn đề tự do cá nhân ha. Tự do cá nhân hay là tự do luyến ái. Rồi cái vấn đề quan trọng là không có chân lý tuyệt đối. Sầu riêng ngon không? Thưa quý vị, sầu riêng ngon không? Ngon. Có ai không thích ăn sầu riêng đây không? Nhưng mà nếu mà cái này là đối với người Việt Nam, sầu riêng nước mắm thì là số 1. Nhưng mà nếu mà nói người Mỹ thì không đúng. Thì họ lập luận như vậy đó. Chúa đối với anh là chân lý, nhưng mà Mahomet đối với người Hồi giáo là chân lý, Đức Phật đối với người đeo Phật tử là chân lý. Cho nên chân lý nó không có tuyệt đối, nó tương đối tùy theo là văn hóa nào, sắc dân nào thôi. Cho nên á, ba thế hệ của ba tin Chúa thì ba tin Chúa, nhưng mà thế hệ tụi con á, thì chân lý nó khác. Đó là một cái lý luận rất là nguy hiểm. Mà nếu chúng ta không có cố tình để mà nói chuyện và dạy để đối phó đó, thì nó là
chúng ta có sẽ dễ mất đứa con của mình. Yeah. Rồi cái cuộc nữa là cái trào lưu mới hiện nay về tiến bộ, những cái thuộc về mà cũ thì là bảo thủ, là thủ cựu, là dùng cái chữ xấu là gì, là chữ thủ cựu là cũng xấu phải không? Yeah. Nhưng mà thật ra trong quá khứ có những cái điều tốt, có những điều thuộc về văn hóa đạo đức nó là tốt, nó phải được giữ. Nếu mà bỏ hết thì không còn gì hết, gia đình không còn gì, cái nền móng xã hội gia đình không còn gì đó. Mà giới trẻ ngày hôm nay như vậy đó, là gần như là nó đi theo những cái gì là mới, cái gì tân tiến thì theo. Cho nên giới trẻ đi theo đảng Dân Chủ rất nhiều, yeah. Cái gì cũ là bỏ, yeah. Rồi những cái cuối cùng là những tệ nạn như là thuốc lá, nãy mình có nói ha, ma túy, rồi casino, rồi bạn bè xấu, băng đảng. Bây giờ tôi không có theo sát tình hình sao, nhưng mà cái thế hệ Việt Nam mà qua đây từ năm 75 cho đến năm 2000 đấy, có nhiều giới trẻ đó bị theo băng đảng. Có nhiều người được nuôi dạy thành công, bác sĩ, kỹ sư cũng có, nhưng mà cũng có một cái số là rơi. Nhưng mà Chúa cũng thương xót là một số đã được gặp Chúa và thay đổi, thì đời sống đã trở thành mục sư. Yeah. Chúng ta thấy cái điều đó. Nhưng mà đây là một cái tệ nạn mà chúng ta cần phải nghĩ đến. Yeah. Thì tôi đọc được mấy cái lời khuyên ở ngoài đời, tôi đọc để các anh chị em nghe, để thấy cái giải pháp cho những nan đề này. Họ ghi rằng, này ở tên Việt Nam viết: thiết nghĩ đã đến lúc các bậc làm cha làm mẹ cần phải tĩnh tâm để xét lại về vấn đề giáo dục con cái, cấu trúc gia đình, nơi chứa đựng và nuôi dưỡng tình yêu thương nhiều nhất, làm điểm tựa cho nhân cách và tài năng của một con người phải được xác lập ngay từ trong tư duy của mỗi gia đình và toàn xã hội. Nhiều nhà nghiên cứu xã hội nhận định rằng ở những gia đình mà cha mẹ luôn quan tâm, dành thời gian và có phương pháp giáo dục con cái tốt, thì con cái của họ phát triển lành mạnh. Vì vậy, cần có chương trình tuyên truyền giáo dục nhằm xác lập lại các giá trị đạo đức của gia đình dòng họ. Đó chính là công việc quan trọng và căn bản nhất để giáo dục giới trẻ. Trong một gia đình có một người cha gương mẫu và một người mẹ đảm đang, thì gia đình đó là thành đồng vững chắc bảo vệ các em trước những nguy cơ cám dỗ xấu xa ngoài xã hội, là chỗ dựa vững chắc cho các em. Đây là những điều mơ ước của những nhà giáo dục ở tại Việt Nam. Khi nhìn cái xã hội tại Việt Nam như nãy giờ chúng ta đã bàn đấy, yeah. Gia đình là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến việc hình thành nhân cách của mỗi cá nhân trong thời thơ ấu. Bởi kể từ khi mới sinh ra, gia đình là môi trường đầu tiên mà những đứa trẻ sinh sống. Nhận thức của trẻ bước đầu hình thành từ những hành vi của những người xung quanh, bao gồm cả những hành vi tốt và xấu. Đây là lời của một người ở trong Bộ Công an Việt Nam khi bàn về những cái thiếu nhi phạm pháp, tình trạng thiếu nhi phạm pháp càng ngày gia tăng tại Việt Nam. Như vậy thì đây là đặt trên cái gánh nặng trên vai của cha mẹ, đúng không? Người ta nói là phải gia đình chứ còn trường học hay là xã hội không thể nào được. Nhưng mà quý vị có nghĩ rằng mỗi cha mẹ, dù rằng là cha mẹ trong hội thánh, có thể làm trọn cái điều này được không? Quá nặng nề, quá lớn, khó làm trọn. Vì vậy mà chúng ta có ban nam giới, có ban phụ nữ. Bởi vì chúng ta cần là trong một đại gia đình, cần phải mang lấy gánh nặng cho nhau. Mình giúp đỡ cho các gia đình trẻ. Tại vì họ không được trang bị. Họ lớn lên, lập gia đình, rồi tự nhiên nó trở thành cha, mẹ. Chúng ta thấy là thánh thiếu cái điều đó. Nhưng mà cần rất nhiều người nam, người nữ thấy vấn đề và cùng đứng ra để cùng lo. Chúng ta cùng hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ cho cha mẹ. Và Kinh Thánh dạy rằng, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già nó cũng không lìa khỏi đó. Nó không lìa khỏi đó. Tôi biết một số anh em thanh niên ở trong băng đảng
có những đảng rất là nổi tiếng, và trong tù đó thì gặp lời Chúa, gặp người làm chứng về Chúa và người đó tin Chúa. Thì chúng ta quý vị cũng biết không, biết một số người đó. Thì cái những cái lời Chúa mà học lúc còn thiếu nhi đó, nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng em nó nhỏ quá nó chưa có hiểu, nhưng mà đến lúc nào đó Chúa dùng cái lời đó để nhắc nhở và kêu em đó trở lại. Cho nên công việc của Hội Thánh chúng ta đó, chúng ta đừng có nghĩ mình làm có vẻ như là kết quả ít quá đi, nhưng mà cứ gieo, đến một lúc Chúa sẽ làm cho nó lớn lên. Và tôi nhắc lại cái câu Kinh Thánh mà tôi tâm đắc mấy hôm nay, đó là David đã phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời trong thời đại của mình. Trong thời đại của chúng ta đó, các em thiếu nhi, thanh thiếu niên chịu nhiều áp lực, chịu nhiều cám dỗ, chịu nhiều thử thách, nhiều khó khăn hơn thế hệ chúng ta rất nhiều. Lúc ta chúng ta còn nhỏ, còn trẻ ở Việt Nam á, mình nhảy dây rồi mình búng thun, bắn đạn, đơn giản không có cám dỗ gì nhiều á. Nhưng mà ngày hôm nay đó, với hệ thống internet, cám dỗ quá lớn, các em thì lại quá nhỏ, thiếu cái kinh nghiệm, thiếu sự khôn ngoan để có thể phân biệt cái nào đúng, cái nào sai. Chỗ này là chỗ mà người lớn, những người đã kinh nghiệm, nam giới, phụ nữ chúng ta bước vào để chúng ta hỗ trợ các cha mẹ trẻ. Tôi rất thích cái câu này của ông Bob Bill: nếu tôi không làm thì ai sẽ làm? Có nào quý vị đặt câu đó không? Quý vị thấy là cái thử thách của giới trẻ hiện nay quá lớn như vậy đó, và cần người giúp đỡ đó. Nhưng mà có bây giờ quý vị đặt câu hỏi là nếu tôi không làm thì ai sẽ làm? Và câu thứ hai là nếu tôi không làm lúc này thì khi nào? Chờ về hưu, chờ bắt đầu chống gậy, hay lúc nào? Là Chúa dạy chúng ta là hãy tận dụng thì giờ. Ngày hôm nay là ngày thuận tiện, cho nên ước ao rằng đây là cái lời thách thức để năm mới này đó, là các nam giới, các phụ nữ trong Hội Thánh nhận lấy trách nhiệm và tham gia sinh hoạt nam giới phụ nữ, và chúng ta nhìn thấy những nhu cầu của nhau, của từng lứa đôi trong Hội Thánh, những thấy nhu cầu của thanh thiếu niên, để chúng ta cùng nắm tay nhau, cùng lo.